chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hiện tại thì Lu đang đứng tại quận 7 và đây là một khu mà dạo gần đây Lu thấy các bạn trẻ hay đến đây check-in sống ảo hoặc là tụ tập ăn uống. Và không nói nhiều nữa, hôm nay Lu sẽ dẫn các bạn đi đến một khu tổ hợp vui chơi giải trí mua sắm. Và đây là một trong những nơi mà Lu gọi đây là một cái trạm. Tại vì là có rất là nhiều xe tải bán đồ ăn nước uống. Nhiều nhất tại Sài Gòn này luôn. Bữa nay đi chơi với anh quay phim thì cảm thấy rất là thích, tại vì là ở đây thì các bạn sẽ có thể sống ảo. Ngoài ra thì ngay cái khu này có rất là nhiều món ăn, không những là có món Việt mà còn có đồ Hàn, đồ Thái, còn có kem, nước, trà sữa vân vân may may rất là nhiều luôn. Thời gian diễn ra hoạt động ở chỗ này thì sẽ từ khoảng 5 giờ chiều cho đến tối và được diễn ra mỗi ngày, cho nên là các bạn nếu như mà có thời gian rảnh rỗi thì có thể ghé qua đây ngồi chơi, hóng gió với lại mọi bạn. Và địa chỉ mà chỗ mình đang đến là số 2, số 4, đường số 9, khu đô thị mới Him Lam, quận 7. Và đây là Victoria nha các bạn. Và giá trung bình của các xe food truck ở đây thì sẽ đổ đồng từ khoảng 20.000 cho đến 60-80.000 một món tùy món. Nếu mà các bạn đến đây thì Lu nghĩ là mỗi người mang theo 100.000-150.000 thì các bạn có thể ăn no nê và đi về. Yeah. Cảm ơn mọi người đã coi video này. Và nếu như mọi người có đến đây thì nhớ hãy chụp hình sống ảo lại và gửi cho Lu coi nha. Bye bye.